Tại Hưng Yên, 3 tháng đầu năm 2024, có trên 820 trường hợp người phải tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại do bị chó mèo cắn. Công tác quản lý đàn chó mèo ở một số địa phương còn lỏng lẻo, vẫn có tình trạng chó chưa được tiêm vaccine phòng dại, chó nuôi thả rông ngoài đường không được dọ mõm. Buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều người ta vẫn thả cho chó đi vệ sinh, cho nên là nhiều khi đi đường này mà gặp mà chúng tôi cũng rất sợ. Có 3-4 con chó ở đây nó vẫn thả rông. Nhân dân chúng tôi rất sợ. Các gia đình nào mà nuôi chó phải dọ mõm hoặc là phải có biện pháp như thế nào chứ, cứ thả rông bẩn lắm. Nó cắn mà không biết là nó có dại hay không thì lại phải đi tiêm phòng. Các bác sĩ cho biết bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tuy nhiên hoàn toàn có thể phòng tránh được. Quan trọng nhất là người dân nuôi chó mèo phải ý thức được nuôi nhốt chó, không thả rông chó và tiêm phòng chó đầy đủ. Và khi chó mèo cắn, đặc biệt chúng ta xử lý vết thương là gì? Phải rửa vết thương bằng xà phòng sạch sẽ dưới vòi nước chảy và đưa ngay người bị cắn đến cơ sở y tế tiêm ngay và theo dõi chó trong vòng 10 ngày. Nếu mà chó sống khỏe mạnh thì chúng ta có thể tạm yên tâm. Còn nếu mà chó mà chết ngay chúng ta phải tiêm đủ mũi và tiêm huyết thanh. Tôi nhấn mạnh là chúng ta phải tiêm vaccine và tuyệt đối không được chữa bằng thuốc nam.